đại lý của một công ty bảo hiểm, gặp gỡ khách hàng trực tiếp, ký hợp đồng với những người quen. Vậy bạn có muốn làm bảo hiểm online? Bạn có muốn ngồi tại nhà mà vẫn có khách hàng trên toàn quốc? Bạn có muốn phân phối nhiều sản phẩm của những công ty bảo hiểm khác nhau? Thật là khó tin phải không? Làm sao có thể làm được? Vậy thì hãy theo dõi hết video để biết được phương thức kinh doanh bảo hiểm tại BNFA độc đáo và thú vị như thế nào nhé. Vậy BNFA là gì? BNFA là một cộng đồng tư vấn không độc quyền làm bảo hiểm theo hình thức online nhờ công nghệ marketing 4.0, trong đó data center là công cụ tìm kiếm ứng viên và khách hàng online, giúp bạn có thể xây dựng được hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Các bạn thân mến, có lẽ từ trước đến nay chúng ta đã quen với suy nghĩ rằng làm bảo hiểm có nghĩa là trở thành đại lý và bán sản phẩm cho một công ty bảo hiểm. Thế nhưng ở BNFA lại khác. Bạn có thể gia nhập cộng đồng BNFA với hai vai trò là cộng tác viên hoặc là tư vấn viên bảo hiểm. Cộng tác viên là những người kết nối khách hàng và các cộng tác viên khác vào BNFA. Tư vấn viên bảo hiểm là những người đứng ra tư vấn cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm một cách chuyên nghiệp và hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục hành chính. Việc phân chia vai trò này nhằm đảm bảo khách hàng luôn nhận được sự tư vấn từ những người có kiến thức và chuyên môn vững chắc nhất, đồng thời giúp cho những người mới gia nhập cộng đồng BNFA chưa có đủ khả năng để tư vấn vẫn có thể tạo ra thu nhập nhờ vào xây dựng hệ thống kinh doanh cho mình. Đến khi trau dồi kỹ năng kiến thức đạt chuẩn, vượt qua kỳ thi sát hạch thì một cộng tác viên mới trở thành tư vấn viên bảo hiểm chuyên nghiệp tại BNFA. Như vậy, đến với BNFA, dù bạn là nhân viên văn phòng, bà mẹ bỉm sữa hay là ai đi chăng nữa, bạn đều có thể thành công từ con số 0 về bảo hiểm. Bạn hoàn toàn chủ động về thời gian, chủ động để xây dựng kế hoạch. Toàn bộ quy trình đã được đơn giản hóa, đóng gói và chuyển giao cho bạn. Vậy một câu hỏi lại đặt ra, nếu bạn đang có cốt ở một công ty bảo hiểm khác thì có thể gia nhập vào BNFA được không? Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Bởi BNFA là một cộng đồng và nếu bạn gia nhập với vai trò là cộng tác viên kết nối cộng đồng thì bạn sẽ nhận thu nhập từ hệ thống mà bạn xây dựng. BNFA là một cộng đồng tư vấn không độc quyền. Vậy tư vấn không độc quyền nghĩa là gì? Đại lý độc quyền nghĩa là chỉ có thể tư vấn và phân phối sản phẩm cho một công ty duy nhất. Ngược lại, cộng đồng tư vấn không độc quyền nghĩa là tại đây bạn có thể tư vấn và phân phối nhiều sản phẩm bảo hiểm của nhiều công ty bảo hiểm khác nhau. Làm việc online, tư vấn viên độc lập, bộ quy tắc hoạt động, chính sách thông thoáng. Đây là 4 cụm từ tóm tắt cho 4 định hướng quan trọng tại BNFA. Từ khóa thứ nhất, làm việc online mọi lúc mọi nơi, thị trường toàn quốc nhờ data center. Hãy xem kỹ tại video thứ 5 trong chuỗi các video dành cho người mới nhé. Từ khóa thứ hai, tư vấn viên độc lập. Có phải bạn đang lo lắng rằng làm bảo hiểm online thì sẽ giao kết hợp đồng online, vậy có đảm bảo tính pháp lý không? Hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu hóa là thực trạng nhức nhối suốt 20 năm qua. Và để khắc phục điều này, BNFA đã đưa bên thứ ba là tư vấn viên độc lập đại diện cho văn phòng luật vào giám sát toàn bộ quá trình giao kết hợp đồng được ghi âm, ghi hình, lưu lại tại văn phòng luật làm bằng chứng. Vậy tư vấn viên độc lập là gì? Tại sao sự tham gia của tư vấn viên độc lập lại đảm bảo tính pháp lý? Và tại sao đây lại là xu thế phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam? Đây là điểm cực kỳ quan trọng và độc đáo. Hãy tìm hiểu thật kỹ ở video thứ tư bạn nhé. Từ khóa thứ ba, bộ quy tắc hoạt động là những nguyên tắc được xây dựng bởi sự đồng thuận của cộng đồng BNFA nhằm tạo ra một môi trường làm việc công bằng, văn minh, loại bỏ mọi hình thức cạnh tranh không lành mạnh như tranh giành khách hàng, cướp tuyến. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận được quyết định bởi hội đồng BNFA do chính cộng đồng bầu ra. Và cuối cùng, từ khóa thứ tư, chính sách thông thoáng. Các bạn thân mến, người làm bảo hiểm
theo phương pháp cũ, luôn phải chịu áp lực về doanh số, nếu không sẽ bị cắt cút. Hỗ trợ thật nhiều cho các đại lý bên dưới, nhưng đến một lúc nào đó vẫn bị tách nhánh, tách nhóm. Vì thế, cứ luôn phải đi bán hàng và luôn phải xây dựng nhánh mới, trong khi mối quan hệ của chúng ta đều có giới hạn. Dẫn đến 95% người làm bảo hiểm phải bỏ cuộc sau 2 năm dù vẫn còn rất yêu nghề. Điều này sẽ không còn nữa bởi BNPA không áp lực về doanh số. Doanh số bao nhiêu là do bạn tự đặt mục tiêu. Doanh số được cộng dồn để lên cấp, không bị tách nhánh, không bị hạ cấp. Tại video số 3, cơ chế hoạt động và quyền lợi khi gia nhập BNPA sẽ cung cấp cho bạn cụ thể hơn về những chính sách tuyệt vời này. BNPA mong muốn tạo ra những điều tốt nhất cho các thành viên. Tuy nhiên, tất cả đây chỉ là môi trường. Còn cốt lõi của sự thành công là sự nỗ lực của mỗi người. Mà trong đó thì bước đầu tiên và quan trọng nhất là hãy tìm hiểu thật kỹ về BNPA. Chuỗi 6 video dành cho người mới được thiết kế chính vì mục đích trên. Chuỗi bao gồm 1. Tổng quan về BNPA. 2. Xu thế kinh doanh bảo hiểm online và tính pháp lý. 3. Cơ chế hoạt động và quyền lợi khi gia nhập BNPA. 4. Tư vấn viên độc lập và quy trình giao kết hợp đồng. 5. Data center và các giải pháp hỗ trợ marketing. 6. Chiến lược sản phẩm. Hãy đón xem đầy đủ 6 video bạn nhé!